Tay cầm ngoại hình tương đối giống so với Pad 5 mà giá thì chỉ có 400k thôi. Đây là một lựa chọn rất ngon trong tầm giá đang bán cực kỳ chạy tại shoptaycầm.com. Tên của em nó sẽ là P4 Plus T28. Chúng ta cũng có thể gọi đó là một phiên bản Z của tay cầm Pad 5. Thực ra tay cầm này thì shop cũng bán ra rất là nhiều rồi. Trước đó thì shop chỉ có chụp ảnh thôi, nhưng mà nhiều khách kêu lên video thì hôm nay sẽ là một video đầu tiên của shop tay cầm dành cho em nó. Khi mà anh em nhận được tay cầm khi đặt hàng thì sẽ nhìn thấy ngay tay cầm sẽ đóng gói gọn gàng ở trong hộp như thế này. Mở hộp của em nó ra sẽ bao gồm một chiếc tay cầm P4 Plus T28 này, một sách hướng dẫn sử dụng, một dây cáp Type-C để anh em vừa có thể sạc vừa có thể chơi ngay. Kèm với đó sẽ là bộ bọc cần Alok mà shop tay cầm luôn tặng kèm. Lần đầu khi mở hộp và trải nghiệm sản phẩm này ấy, thì mình cũng tương đối bất ngờ trong cái tầm giá đâu đó khoảng 400 mà lại một cái tay nhìn đẹp như thế. Nhìn qua thôi thì anh em sẽ nhìn thấy tương đối giống so với Pad 5 vì cái form của nó, cái kích thước mình thấy gần như là tương đồng. Đây, mình có mang cho anh em một con tay cầm Pad 5 chính hãng để đặt cạnh con P4 Plus T28 này. Thì khi mà chúng ta quan sát kỹ một chút thì nó sẽ có một vài những cái điểm khác biệt như sau. Đầu tiên sẽ là điểm khác về cái logo các bạn nhé. Ở P5 chính hãng sẽ là logo PlayStation, của cái kia là một cái nút home thôi. Kết hợp với đó những cái nút như kiểu tam giác, tròn, vuông, x thì nó cũng đã khác đi và có cái sự cách điệu đi rồi. Rồi là những cái nút xe, những cái nút option và cả cái đèn led ở chỗ mic. Và ở mặt sau thì cũng có một chút sự khác biệt khi mà cái thông số ở phía sau sẽ khác, cũng như là cái nhám vân ở sau tay cầm Pad 5 thì nó không có ở trên tay cầm này. Ngoài ra với đó thì khi mà anh em đã dùng một tay cầm chính hãng rồi, cầm cái tay này thì nó sẽ có cái trọng lượng nhẹ hơn một chút so với Pad 5 nhé. Chi tiết thì cũng không thể so được với Pad 5 hàng chính hãng vì tiền nào cũng là của đấy thôi. Nhưng với cái tầm giá loanh quanh khoảng 400, mình thấy đây là một tay cầm có độ hoàn thiện rất là tốt. Cảm giác cầm tay đầm chắc cũng như là các phím bấm cũng rất là mềm mại và êm nhé. Sẽ không cứng thô như cái cơ tay cầm chất lượng kém đâu. Thế trong cái tầm giá dưới loanh quanh khoảng 500 thì mình đánh giá cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Hai cần Alok của P4 Plus sẽ được đặt cạnh nhau như thế này. Nếu như mà anh em đã làm quen với cái form dáng của Pad 4 từ trước, Pad 5 từ trước rồi ấy, thì làm quen tay cầm này rất là nhanh. Và kể cả nếu như mà anh em là một người chưa dùng qua tay cầm một lần nào, nếu như được cầm nắm và trải nghiệm lần đầu tiên thì mình nghĩ chắc chắn sẽ rất là ưng ý về độ hoàn thiện êm mượt và rất là đầm tay khi mà trải nghiệm, khi mà chơi game. Về cái mặt kết nối thì P4 Plus T28 cũng có thể nói là rất đa năng. Tay cầm có thể chơi được cả có dây và không dây anh em nhé. Về kết nối có dây thì cực kỳ đơn giản thôi. Một đầu anh em sẽ cắm dây Type-C vào tay cầm và đầu còn lại sẽ là cổng USB ấy, thì anh em sẽ cắm vào cổng USB của laptop, của máy tính của mình. Thì khi đó tay cầm sẽ sáng đèn lên như thế này. Một số máy tính mà nó thiếu driver ấy, thì anh em có thể cài thêm một cái app hỗ trợ là Dev4 Windows nhé. Auto sẽ sử dụng được ngay. Ở cái app hỗ trợ Dev4 Windows này thì thực ra nếu như mà nhận rồi anh em vẫn cũng nên mở, vì ở đây anh em cũng có thể thay đổi cái dải đèn LED của tay cầm ấy, nhìn trông rất là hiện đại và xịn sò. Trước khi mà anh em vào chơi những cái tựa game của mình yêu thích như kiểu FIFA, FO4 thì anh em có thể test qua nút tại trang test nút mà shop rất là hay sử dụng, đó là Game Pass Tester nhé. Xem là các cái phím bấm của mình đã hoạt động trơn tru và mượt mà chưa. Thì rất nhiều anh em hỏi là con tay cầm này cần Alok như thế nào thì shop sẽ test luôn cho anh em nhé. Con tay cầm này ngon, không phải là tay cầm 8 hướng anh em nhé. Cần Alok 360 độ. Với cái cần này thì những cái tựa game mà khắt khe về hướng như kiểu FO4 thì anh em sẽ rất là yên tâm, cái hướng sử dụng sẽ rất là chuẩn. Ngoài ra thì kết nối Bluetooth với P4 Plus T28 này thì nó cũng tương tự so với Pad 4 và Pad 5 thôi. Shop cũng đã có những cái video hướng dẫn cho anh em rồi. Nhưng ở video tới thì shop sẽ có một cái video chi tiết riêng hơn về cách kết nối Bluetooth. Rồi tổng kết lại, nếu như anh em là một người đã có một ngân sách rủng rỉnh có thể mua một chiếc tay cầm chính hãng thì anh em hãy mua ngay tay cầm Pad 5 chính hãng, đâu đó cũng khoảng 1,5 triệu gì đó, có bán tại shoptaycầm.com. Nhưng anh em vẫn chưa muốn đầu tư nhiều lắm, cần một ngân sách đâu đó khoảng loanh quanh 400.000 thì đây là một tay cầm shop đánh giá cũng rất đáng mua. Và thực tế thì nó cũng đang bán rất chạy tại shoptaycầm ngay từ những thời điểm đầu tiên mà nó được mở bán. Và để mang em nó về căn phòng của mình để chơi những cái tựa game anh em yêu thích như FO4, FIFA, PES và bất kỳ những tựa game nào mà hỗ trợ tay cầm thì anh em đặt hàng ngay tại shoptaycầm.com. shoptaycầm.com, thế giới tay cầm.